Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ băng tần 14.5 của đài CBN. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần tin Hoa Kỳ và đời sống sau đây. Kính thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ và đời sống được mở đầu với bản tin Tổng thống Trump chỉ trích đảng Dân Chủ muốn đóng cửa trường học vì lý do chính trị. Tổng thống Trump đã thúc đẩy các trường học mở lại vào mùa thu này trong một loạt các thuyết vào chiều thứ Hai, cáo buộc đảng Dân Chủ muốn giữ trường học đóng cửa vì lý do chính trị. Tổng thống Trump thuyết, Joe Biden và đảng Dân Chủ không muốn mở trường học vào mùa thu vì lý do chính trị, không phải vì lý do sức khỏe. Họ nghĩ rằng họ sẽ giúp họ trong cuộc bầu cử tháng 11. Hầu hết các tiểu bang vẫn chưa đi đến quyết định mở cửa trở lại các trường học vào mùa thu này và họ có thể làm như thế nào vì các trường hợp COVID-19 đã tăng vọt ở nhiều nơi trên cả nước. Tuy nhiên, Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ đang kêu gọi các viên chức cho phép trẻ em trở lại lớp học vào mùa thu này. Tiếp theo là tin Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc tiết lộ Tổng thống Trump ủng hộ đợt cứu trợ đợt 2. Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Mark Meadows hôm thứ Hai cho biết Tổng thống Donald Trump rất ủng hộ cứu trợ kinh tế đợt 2 cho người dân Hoa Kỳ trong luật mà Quốc hội dự kiến sẽ thông qua cuối tháng này. Ông Mark Meadows cũng cho biết các thành phần quan trọng khác cũng phải được kết hợp trong bất kỳ gói hỗ trợ kinh tế sắp tới để giảm bớt căng thẳng tài chính từ đại dịch. Trong đó có việc cắt giảm thuế lương và đưa các công ty sản xuất ở tại nước ngoài trở về Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì ý tưởng này đã gặp sự chống đối từ một số thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa. Và trong khi đó thì các viên chức kinh tế hàng đầu của Tổng thống, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Cố vấn Kinh tế Larry Kudlow, đã nhắc lại tuần trước rằng thêm một đợt cứu trợ nữa là tâm điểm của Tòa Bạch Ốc. Và tin cựu phụ tá của đệ nhất phu nhân Melania chuẩn bị phát hành hồi ký nói xấu về bà Melania. Cựu phụ tá của đệ nhất phu nhân Melania Trump, bà Woodruff, người giám sát các sự kiện trong chiến dịch nhậm chức của Tổng thống Donald Trump vào tháng 1 năm 2017, đã viết cuốn hồi ký nói xấu về tình bạn của bà với đệ nhất phu nhân Melania. Bà Woodruff được bổ nhiệm làm cố vấn không lương của bà Melania ngay sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016. Và bà đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giúp đỡ cho bà Melania chuyển từ New York vào Tòa Bạch Ốc, đồng thời tư vấn cho đệ nhất phu nhân về hồ sơ chính trị. Tuy nhiên thì đến tháng 2 2018, bà Woodruff bị sa thải sau khi bị tố nhận 26 triệu Mỹ Kim để tổ chức lễ nhậm chức xa hoa của Tổng thống Trump và các sự kiện liên quan. Bà Woodruff sau đó được hợp tác với các công tố viên liên bang ở Manhattan, những người đã mở cuộc điều tra để xem liệu Ủy ban nhậm chức của Tổng thống Trump năm 2017 có vi phạm tài chính liên quan đến số tiền 107 triệu Mỹ Kim quyên góp được hay không. Cuốn hồi ký có tựa đề Melania và tôi sẽ được xuất bản bởi Gallery Books, một chi nhánh của nhà xuất bản Simon & Schuster vào ngày 1 tháng 9 tới đây. Tiếp theo là tin thị trưởng Atlanta xét nghiệm dương tính với coronavirus. Bà Kisalen Bottoms, thị trưởng thành phố Atlanta, Georgia, người được cho là sắp trở thành ứng cử viên chức phó tổng thống đảng Dân Chủ trong liên doanh với cựu phó tổng thống Joe Biden. Hôm 6 tháng 7 cho biết là kết quả thử nghiệm dương tính với COVID-19. Vị nữ thị trưởng 50 tuổi đã thu hút sự chú ý trên toàn quốc trong những tuần gần đây vì cách đối phó đại dịch và phong trào biểu tình trên toàn quốc chống lại sự tàn bạo và phân biệt chủng tộc của phía cảnh sát. Cả hai chủ đề lớn này đều có tác động sâu rộng ở thành phố Atlanta. Giới chính trị đều xếp nữ thị trưởng thành phố Atlanta ở vị trí rất cao được lựa chọn đứng chung liên doanh với cựu phó tổng thống Joe Biden khi ông tuyên bố sẽ chọn một ứng cử viên nữ giới ra tranh cử. Dự đoán ông Biden sẽ tuyên bố người ông chọn đứng cùng liên danh vào tháng 8.
Và tiếp theo là tin hơn 60 trường tư đã nhận được một khoản vay hỗ trợ để chống chọi với đại dịch COVID-19. Kính thưa quý vị, trong số các trường học, những ngôi trường được hưởng lợi nhiều nhất bao gồm trường Sewell Friends ở Washington, trường St. Anne Brooklyn ở New York. Cả hai đều nhận được khoản vay từ 5 triệu đến 10 triệu Mỹ Kim trong chương trình hỗ trợ. Những trường khác bao gồm trường quốc gia Miami đã nhận được 5 triệu Mỹ Kim và trường quốc gia Aspen đã nhận được 650.000 Mỹ Kim. Hơn 20 trường thuộc hệ thống Waldorf trên cả nước, nổi tiếng với các chính sách không sử dụng phương tiện truyền thông và giữ cho sinh viên của họ tránh xa khỏi các thiết bị điện tử và mạng xã hội, cũng mất hàng triệu Mỹ Kim qua cơn đại dịch COVID-19 này. Quay sang một bản tin khác, tin cơ quan EPA chính thức chấp thuận loại thuốc khử trùng đầu tiên có khả năng tiêu diệt coronavirus. Vào thời điểm đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại Hoa Kỳ, thì các loại thuốc khử trùng dường như đã biến mất khỏi các cửa hàng trên toàn quốc do người dân đổ xô đi mua về dự trữ nhằm để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm loại virus gây suy hô hấp nêu trên. Tuy nhiên thì mãi đến tận thời điểm hiện tại thì Cơ quan Bảo vệ Môi trường Quốc gia viết tắt là EPA mới chính thức công nhận khả năng diệt virus của thuốc khử trùng disinfectant, điển hình như là hai sản phẩm do công ty Lysol sản xuất, bao gồm dạng xịt nước và dạng phun sương. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi được xịt lên những bề mặt cứng thì cả hai loại thuốc khử trùng này đều có thể giết chết coronavirus trong vòng 2 phút đồng hồ. Disinfectant chỉ được dùng để chui rửa các bề mặt, chứ tuyệt đối không uống hay chích vào con người. Một lần nữa xin quý vị tiếp tục giữ băng tần 14.5 của đài CBN. Quang Nhật sẽ trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí sau đây.